Hello, xin chào mọi người. Mình là Thắng, hôm nay mình sẽ review giấy vẽ cho mọi người nha. Giấy mình đang sử dụng là giấy bao hông. Mình không biết đọc như nào rồi đấy, nhưng nói chung gọi như thế đi nhá. Giấy có đủ cả 3 phân là hot press, cold press và round. Mình đang dùng loại hot press, bìa màu đỏ. Và cụ trong clip mình sử dụng gồm có là cọ happy, một hộp màu solid watercolor và một hộp màu sakura koi. Hôm nay mình sẽ tô lốt cái tranh con cá của mình. Mình tô dở từ hôm qua rồi, nên hôm nay chỉ cần tô lốt cái đuôi rồi thôi. Giờ thì mình sẽ vào thẳng vấn đề chính là review giấy luôn. Như mình đã nói thì giấy có 3 loại vân cho từng tiếp khác nhau. Đó là hot press, cold press và round. Giấy được làm 100% bằng bông và có nhiều kích cỡ để mọi người lựa chọn, có A6, A5 và A4. Mình thì mình mua A5 thôi. Giấy định lượng là 300 gsm. Giá thì mình thấy khá là cao, bởi vì mình còn là học sinh ý. Giá một bát giấy là 150.000 là mình mua A5, còn A4 thì sẽ đắt hơn. Mình quên chưa nhắc với mọi người rằng mình không phải là một người giỏi review, bởi vì mình mới chỉ sử dụng có hai loại giấy mình chưa sử dụng nhiều. Đó là giấy Nabia qua phát và giấy bao hông. Giấy có độ loang màu tốt và thể hiện được màu sắc rõ ràng. Khi mình nhận được hàng và bóc tệp giấy ra thì mình thấy là giấy đóng gói rất là chắc chắn. Nhưng mà mình không thích điểm này, bởi vì xung quanh giấy được phủ một lớp keo, tất cả dính xung quanh giấy luôn và không thể nào mà tách ra được. Mình phải dùng dao để tách ra. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách. Mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Như mọi người thấy thì giấy không mở như các giấy khác, mà mình sẽ phải mở ở hướng mũi tên này. Xung quanh giấy được bao bởi một lớp keo rất là chắc chắn. Để mở thì mọi người cần phải có dao nhé. Mình sẽ lấy ví dụ đây là một tờ giấy đang được bọc keo, và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lấy ra. Đầu tiên các bạn cần phải đưa keo vào được cái khe hở ở đây, và sau đó kéo dao ra để cắt những phần keo xung quanh và giấy sẽ rời ra. Mình không biết đây là điểm lên khen hay lên chê ở cách đóng gói của giấy, bởi vì là khi mà giấy làm này thì mình sẽ có thể bảo quản giấy rất là tốt, nhưng mà khi mà dùng dao để cắt keo ra thì nếu mình mà hướng dao xuống hoặc hướng dao lên trên thì có thể cắt mất giấy. Nói chung là đó, đấy là tất cả những gì mà mình nhận xét về giấy bao hông. Bây giờ mọi người có thể tua đến hết video để xem được kết quả tranh của mình nhá. Mình review mà có thiếu sót gì thì mọi người có thể comment góp ý bên dưới.